Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Sau đây là bộ truyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn. Tập 61. Chương 601. Dục Hỏa Trùng Sinh 1. Trong thánh điển viễn cổ của đạo tàng có đề cập đến 7 đạo xạ khí thần thánh của ánh sáng, vào lúc kết hợp với nhau sẽ sinh ra chấn động mãnh liệt. Sự va chạm của 7 đạo xạ khí này đã tạo ra ngọn lửa thuần khiết nhất ở vùng đất của người phàm, Phượng Hoàng. Một tồn tại đi vào truyền thuyết cũng sinh ra từ đây, được ví như sự tồn tại đại diện cho ngọn lửa trời ban. Truyền thuyết này chưa chắc đã là thật, nhưng mà Nguyên Phượng đời đầu đúng thật là sinh ra từ trong ngọn lửa. Thân là một trong 3 thần thú hỗn độn từng thống trị Hồng Hoang, với huyết mạch cao quý, Nguyên Phượng tuyệt đối khinh thường việc kết bạn với hung thú ở núi Lưu Ba. Cô ấy khác với Ngạo Phong chẳng qua là có được huyết mạch của Tổ Long, hơn nữa vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng mà thiếu nữ Nguyên Phượng không biết đã tu hành bao nhiêu năm, cô ấy còn tồn tại lâu hơn so với bản thân thế giới quy khư. Sở dĩ hình thái hiện ra một thiếu nữ là bởi vì trong vòng 1000 năm gần đây cô ấy vừa hoàn thành một lần dục hỏa trùng sinh. Trong chiến trường cổ vạn thú ở cửa của thế giới quy khư, nhân đạo đã từng phát hiện dấu vết của Nguyên Phượng, ngọn lửa vẫn bùng cháy chưa hề vụt tắt sau khi trải qua vô vàn năm tháng. Tạ Lưu Vân cho rằng, đó là dấu vết khi Nguyên Phượng chết đi để lại, mà trên thực tế, Nguyên Phượng chưa từng chết đi. Mà lúc bị thương nặng đã dục hỏa trùng sinh ngay trước khi sắp chết cũng nhân cơ hội này rời khỏi vực sâu Hồng Lư. Trong quá trình trốn thoát khỏi vực sâu, Nguyên Phượng lại bị người giữ cửa đánh trọng thương lần nữa, sau đó liền trốn đi, ẩn thân ở núi Lưu Ba dưỡng thương. Cho đến khi quy khư xuất thế, cô ấy mới xuất hiện lại lần nữa, thống lĩnh đại quân thú tộc ở núi Lưu Ba tranh đoạt bí mật của quy khư. Trong trận chiến lần này, lá át chủ bài của Hiên Viên Đế là xác hình thiên không đầu ở trong núi Thủ Dương. Át chủ bài của Bạch Đế là ý chí của Dạ Đế, Nguyên Phượng thiếu nữ cũng có át chủ bài của mình. Lá át chủ bài đó chính là bản thân cô ấy. Nếu như cô đã có năng lực hủy diệt ma đạo, tại sao đến giờ vẫn không ra tay? Hiên Viên Đế hỏi. Thời cơ chưa đến. Nguyên Phượng vẫn thản nhiên như cũ mà trả lời. Cô muốn đợi đến khi nào? Đợi đến khi trần ai lạc định, tức là mọi thứ đều đã có kết quả, kết thúc. Ta muốn dục hỏa trùng sinh trước mặt tất cả người sống và kẻ chết. Chiến lực hiện tại của Nguyên Phượng thiếu nữ đã đạt đến cấp bậc đỉnh phong thiên tôn, mà nếu như cô ấy dục hỏa trùng sinh lần nữa thì chiến lực sẽ trực tiếp đạt đến cấp bậc đạo tổ. Cô ấy vẫn luôn không chịu tham chiến, là muốn nhìn thấu hết tất cả sinh tử, tìm kiếm cơ duyên đột phá từ những cảm ngộ về sinh tử này. Vốn dĩ cô ấy không cần phải vội vã như vậy, đáng tiếc là quy khư đã xuất thế rồi, cô ấy không còn thời gian để tiếp tục chờ đợi nữa, bắt buộc phải nhanh chóng đột phá, bởi vì kẻ thù cũ của cô đang ở trên đỉnh của núi Bất Chu, đây là cơ hội duy nhất để cô ấy có thể tự tay phục thù. Hiên Viên Đế nghe xong liền trợn tròn hai mắt, hắn rốt cuộc cũng hiểu được Nguyên Phượng thiếu nữ là một dạng tồn tại như thế nào. Hiện tại, chiến trường của tộc thổ và tộc hỏa đã hoàn toàn tan rã, nếu như không phải năng lực thu hoạch của đạo quân nhân đạo không được mạnh thì không biết lần này đã tử thương bao nhiêu người. Xích Đế vốn đã phải chịu áp lực lớn, đợi đến sau khi Tạ Lưu Vân tham chiến thì đã không chống chịu được nữa. Thần kiếm của Tạ Lưu Vân sau khi tấn thăng lên thiên tôn, thần uy phát ra khó mà ngăn cản được, sau vài chiêu liên tiếp đánh trọng thương Xích Đế, liền xuất ra một kiếm đâm xuyên qua tâm mạch của hắn. Tiếng gào thét của Xích Đế trước khi chết rốt cuộc đã kích phát được dũng khí trong Hiên Viên Đế. Hắn không tiếp tục cầu xin sự giúp đỡ từ Nguyên Phượng thiếu nữ nữa mà tự mình tham chiến, thống lĩnh đại quân tộc thổ và tộc hỏa chiến đấu một lần được xem là vùng vẫy trước khi chết. Đáng tiếc là đã quá muộn màng rồi, chẳng thể cứu vãn được gì nữa. Trong đại quân của Bạch Đế, Tử Linh Hắc Long không địch lại thần uy tử thần của Thủy Hỏa. Cuối cùng Tử Linh Hắc Long thét dài một tiếng, huyễn ảnh nứt toác, tan vỡ, ý chí của Dạ Đế tan thành mây khói. Sau khi ý chí của Dạ Đế biến mất, quân đoàn Hắc Long vốn đã bị chèn ép liền trực tiếp sĩ khí tan rã. Hàng vạn con rồng của tộc Long ở Đông Hải đều chịu uy áp chèn ép, lần lượt chết thảm, bắt đầu chạy trốn chối chết.
quân đoàn Hắc Long vừa bắt đầu chạy trốn thì đại quân tộc Kim của Bạch Đế cũng nhận ra được sự ảnh hưởng nghiêm trọng. Vốn dĩ đã không đấu lại đại quân tiên đạo do Mộ Dung Nguyên Duệ thống lĩnh, giờ thì cũng không còn chiến ý nữa, mặc cho Bạch Đế có gào thét thế nào đi nữa vẫn không thể củng cố trận hình. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 602, Dục Hỏa Trùng Sinh 2. Còn về đại quân tộc thú ở trung tâm, bởi vì Nguyên Phượng thiếu nữ không hề để tâm mà tộc thú lại bởi vì e ngại uy nghiêm của cô nên không dám bỏ trốn. Đã bị đại quân ma đạo điên cuồng đổ sát, toàn quân bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Cuộc chiến sắp kết thúc rồi. Đại quân của Bạch Đế tan rã, quân đoàn Hắc Long toàn quân bị diệt, chiến sĩ tộc Kim còn không đến 1/10, người tìm được đường sống lác đác chẳng bao nhiêu. Mộ Dung Nguyên Duệ dùng chiến thần chi đạo đã tiêu hao hết sạch thần niệm của Bạch Đế, sau đó 4 phân thân. Thêm cả bổn tôn nữa là 5 thanh kiếm đồng thời xuất ra, dùng uy lực của ngũ hành đánh nát thân thể của Bạch Đế, thân tử hồn tiêu. Ma đạo đã giết sạch hết tất cả hung thú, đến cả đội hộ vệ mãnh mã của thiếu nữ Nguyên Phượng cũng không bỏ qua. Nhưng mà, khi tôi dẫn theo các chiến tướng của ma đạo đi tìm thiếu nữ Nguyên Phượng thì phát hiện không biết cô ấy đã biến mất từ lúc nào rồi. Đại quân của Hiên Viên Đế và Xích Đế nên chết thì chết, nên chạy thì chạy. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Hiên Viên Đế dựa vào thân thể tiên thiên mậu thổ có lực phòng ngự siêu mạnh dốc sức chiến đấu với quần hùng của nhân đạo. Hoàng kim cự kiếm trong tay đã nát đến không thể nát hơn, hoàng kim chiến giáp trên người cũng đã vỡ thành từng mảnh. Đế vương một thời đại của Hồng Hoang, chật vật khó coi như chó hoang. Thật ra, Tạ Lưu Vân vốn đã có cơ hội giết chết Hiên Viên Đế, hắn không làm vậy là bởi vì muốn để mạng của Hiên Viên Đế lại cho tôi. Thấy vậy, tôi cầm anh hùng chi kiếm đi về phía Hiên Viên Đế. Thấy tôi xuất hiện, Tạ Lưu Vân phất tay, ý bảo đám cao thủ nhân đạo rút lui, để lại tôi và Hiên Viên Đế đơn độc đối chiến. Ma đạo tổ sư, ta biết ý chí của ngươi là muốn làm chủ Hồng Hoang, cần gì phải đuổi cùng giết tận. Nếu như ngươi thả ta, ta có thể dâng lên cho ngươi mấy trăm vạn nhân tâm của tộc thổ. Chết đến nơi rồi mà Hiên Viên Đế vẫn còn nuôi vọng tưởng trong đầu. Nếu như lời này là do Xích Đế hoặc Bạch Đế nói ra thì có lẽ ta còn có thể cân nhắc đôi chút. Nhưng mà ngươi, tuyệt đối không có khả năng. Tôi nói, chỉ vì một nữ nhân tên Kiêm Hà của ma đạo ngươi. Để ngươi chết cũng được rõ ràng một chút, Kiêm Hà là người yêu của ta. Hiên Viên Đế khiếp sợ, sau khi khiếp sợ thì điên cuồng cười lớn. Thì ra là vậy, ha ha ha. Người lúc trước quả nhân bắt đi lại là nữ nhân của ma đạo tổ sư, ha ha ha. Thanh âm của hắn rất vang dội, rất nhanh đã truyền khắp cả chiến trường. Trận chiến vốn dĩ đã kết thúc, chỉ còn lại tôi và Hiên Viên Đế đối chiến, xung quanh là quần chúng vây xem. Nghe thấy đoạn đối thoại này giữa tôi và Hiên Viên Đế, không biết có bao nhiêu cặp mắt liền nhìn về phía Kiêm Hà. Đây là lần đầu tiên tôi công khai cho Kiêm Hà một danh phận, nhưng lại ở vào tình cảnh xấu hổ như này. Nhưng mà tôi thấy ánh mắt của cô ấy, vậy mà lại tràn ngập vui mừng, hốc mắt còn có ánh lệ. Thủy Hỏa ánh mắt bình tĩnh, đi đến bên cạnh Kiêm Hà, dùng tay lau khô lệ ở khóe mắt cho cô ấy. Phản ứng của đệ tử ma đạo, ngoại trừ bất ngờ ra thì phần lớn là sự phẫn nộ với Hiên Viên Đế. Đến hiện tại họ mới biết được Kiêm Hà tướng quân khi đó bị Hiên Viên Đế bắt đến Hiên Viên Thần Điện hóa ra lại là tình nhân của đạo tổ. Trên mặt Trương Chi Viễn lộ ra vẻ hối hận, nếu như để hắn biết được Kiêm Hà là tình nhân của tôi, hắn nhất định sẽ không nhắm mắt làm ngơ khi Thủy Hỏa huyết tẩy thành Thủ Dương. Mộ Dung Nguyên Duệ thì bối rối nhìn tôi rồi quay người rời khỏi nơi này, hiện tại có lẽ cô ấy cũng đã hiểu rõ tôi cầu Long Tiên Thảo cho ai. Tôi đối chiến với Hiên Viên Đế, hiện tại cả hai chúng tôi đều đã tiêu hao sắp hết thần niệm, nhưng mà tôi chiến. Đấu là vì báo thù rửa nhục, càng chiến đấu càng dũng mãnh, mà hắn thì như chó nhà có tàn, càng chiến càng suy sút. Anh hùng chi kiếm và hoàng kim cự kiếm giao tranh không biết bao nhiêu lần, cuối cùng chỉ nghe một tiếng chấn động ầm ầm, hoàng kim cự kiếm nổ tung. Cuối cùng, tôi dùng một kiếm đâm vào ngực Hiên Viên Đế. Tạ Lan, ngươi cho rằng ngươi thắng rồi sao?
ngươi sai rồi, trận chiến này chúng ta đều thua rồi. Khóe miệng Hiên Viên Đế lộ ra một nụ cười trào phúng. Ngươi có ý gì? Ha ha, người thắng là cô ta. Nói xong câu này, Hiên Viên Đế dùng chút sức lực cuối cùng chỉ tay lên trời. Bầu trời vốn nhàn nhã mây trôi, không biết từ khi nào đã xuất hiện bảy chùm sáng. Bảy chùm ánh sáng tụ họp lại giữa không trung, cuối cùng chỉnh tề tề phóng về phía trung tâm của chiến trường, hình thành nên một ngọn lửa tinh khiết không một tì vết. Ngọn lửa sinh ra, không ngừng hấp thụ năng lượng từ chùm sáng trên không trung. Đợi đến khi đã hoàn toàn hấp thu hết tất cả năng lượng ánh sáng, ngọn lửa liền biến thành một quả cầu lửa màu trắng cháy hừng hực. Đây là cái gì? Tôi hỏi. Em có thể nhận ra đây là bảy đạo xạ khí thần thánh do ánh sáng phóng ra. A Lê nói. A Lê là nguyệt thần, có lý giải sâu sắc hơn đối với áo nghĩa của ánh sáng. Ta biết đây là gì rồi. Nếu như ta đoán không sai thì ngọn lửa này có liên quan đến Nguyên Phượng thiếu nữ. Tạ Lưu Vân nói. Không sai, chúng ta đã xem thường cô ấy. Không ngờ cô ấy đến đây căn bản không phải để tham chiến mà là để cảm ngộ sinh tử, dục hỏa trùng sinh. Khương Tuyết Dương cảm khái. Chúng ta có thể ngăn cản cô ấy không? Thủy Họa nói rồi rút hồn chi bi thương ra. Không thể, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, nơi này sắp biến thành biển lửa rồi. Khương Tuyết Dương nói. Sau đó, đại quân ma đạo, tiên đạo, nhân đạo toàn bộ nhanh chóng rút lui vào biên thành. Chúng tôi đứng ở trên tường thành, từ xa nhìn quả cầu lửa to lớn đang rừng rực cháy. Màu sắc của quả cầu lửa không ngừng biến đổi, từ trắng sáng chói, đến vàng kim, rồi đỏ thẫm, đến tím xanh, đen huyền ảo. Mỗi lần màu sắc biến đổi, quả cầu lửa đều sẽ biến lớn thêm một vòng. Cuối cùng, đợi khi màu sắc lại biến về trắng sáng thì quả cầu lửa liền ầm ầm nổ tung. Nhất phiến hỏa hải, phượng minh cửu thiên, tức là một mảng biển lửa, tiếng phượng kêu vang chín tầng trời. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 603, Tranh Đoạt Thiện Duyên 1. Tôi chưa từng nghĩ đến có một ngày tôi sẽ được thấy cảnh Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh. Thuở sơ khai của thiên địa nhân gian khi xưa, khí của thiên địa hồng bảng thai nghén ra tam đại hỗn độn thần thú, Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân. Trải qua hàng ngàn vạn năm đếm không xuể, tam đại hỗn độn thần thú xuất hiện liền sinh sôi nảy nở ra vô số chủng tộc, dựa vào khí hỗn độn có trong huyết mạch mà áp đảo vạn tộc. Sau này, theo sự phồn vinh của chủng tộc, tam đại hỗn độn thần thú bởi vì tranh đoạt địa bàn ở nhân gian mà bắt đầu cuộc chiến xa xưa dài đằng đẵng. Trận chiến bạo phát cuối cùng đã làm cho phần lớn đất liền ở Hồng Hoang viễn cổ hoang tàn, chúng sinh chịu khổ, vạn tộc điêu linh. Tam đại hỗn độn thần thú cũng bởi vì trận chiến này mà thực lực bị thụt giảm nghiêm trọng, mới bị chúng thần thượng cổ liên thủ trục xuất khỏi nhân gian. Còn về việc trục xuất đến đâu thì không ai biết được, chỉ biết là họ vĩnh viễn không thể trở về được nữa. Tuyết Dương, không phải tam đại hỗn độn thần thú đều bị lưu đày hết rồi sao? Tại sao Hồng Hoang quy khư vẫn còn sự tồn tại của Nguyên Phượng? Tôi hỏi. Thuở sơ khai của thiên địa nhân gian, tam đại hỗn độn thần thú có công khai thiên lập địa. Tổ Long chấn định thiên hạ và hải động, Thủy Kỳ Lân cố định đại địa vững như bản thạch, Nguyên Phượng mở rộng bầu trời. Tam đại hỗn độn thần thú sớm đã có mối liên hệ mật thiết, không thể tách rời với thế giới này. Chúng thần thượng cổ có thể trục xuất họ, nhưng căn bản không thể nào diệt sạch huyết mạch của họ được. Điểm này chúng tôi sớm đã có thể chứng minh được thông qua sự tồn tại của Ngạo Phong, bởi vì thứ chảy trên người Ngạo Phong chính là huyết mạch thuần khiết, chính thống nhất của tộc Tổ Long. Chỉ là trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến huyết mạch truyền thừa thuần khiết, chính thống nhất của Nguyên Phượng lại ở trong quy khư. Chuyện chúng thần thái cổ không làm được, thời gian có thể làm được. Sau ngàn vạn năm, tộc Tổ Long chỉ còn lại Ngạo Phong, mà tộc Nguyên Phượng cũng chỉ còn lại Nguyên Phượng thiếu nữ. Chỉ là không biết huyết mạch truyền thừa của tộc Thủy Kỳ Lân đang ở đâu. Lửa cháy lan rộng vạn trượng, đốt đến mức khiến trời đất biến thành một mảng màu hồng rực. Trong biển lửa mênh mông vô tận đó có một con chim to khổng lồ, cả người cháy rực lửa đang từ từ cất cánh bay.
Luận lời sấm truyền, phượng hữu lục tượng cửu bao, tức là chim phượng có 6 giống và 9 đặc điểm. Lục tượng, đầu tượng thiên tức là đầu giống trời, mục tượng nhật tức là mắt như ngày, bối tượng nguyệt tức là lưng như trăng, dực tượng phong tức là cánh như gió, túc tượng địa tức là chân như đất, ví tượng vĩ tức là đuôi như sợi. Cửu bao, khẩu bao mệnh, tâm hợp độ, nhĩ thông đạt, thiệt chuất thân, sắc quang thải, quan củ chu, cự duệ câu, âm kích dương, phúc văn hộ. Hành minh viết quy hỷ, chỉ minh viết đề phù, dạ minh viết thiện tai, thần minh viết hạ thế, phi minh viết lang đô, thực duy ngô đồng trúc thực. Cố tử dục cư cửu di, tòng phượng hy, vật phi nhi sinh tử. Con trước mắt này thân dài mấy ngàn trượng, con chim to lớn có lông đuôi bảy màu hoàn toàn phù hợp với miêu tả trong lời sấm truyền. Đây là một con phượng hoàng chân chính. Phượng hoàng vẫn chưa bay lên trời, thần niệm đã tung hoành ngang dọc, đè ép hết thảy sinh linh. Tuy rằng hình thể của nó còn xa mới bằng 9 con rồng do oán khí ở vạn tộc cổ chiến trường biến thành, nhưng mà sức mạnh của thần niệm lại không hề thua kém chút nào. Vạn tộc ở hồng hoang đồng loạt ngẩng đầu lên vào một khắc đó, thần phục dưới vô tận thần uy của Phượng Hoàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, con Phượng Hoàng này đã là tồn tại mạnh mẽ bậc nhất ở Quy Khư, thậm chí có thể coi là một tồn tại bất khả chiến bại. Trước mặt cô ấy, hình thiên và dạ đế đều không đáng một đồng. Một sự thật rành rành bày ra trước mắt, thiếu nữ Nguyên Phượng sau khi dục hỏa trùng sinh đã là một tồn tại thuộc cấp bậc đạo tổ rồi. Thấy vậy, trong lòng tôi sinh ra vài phần cảm giác bất lực. Chẳng trách Hiên Viên Đế lại nói chúng tôi đều thua rồi, kẻ thắng chính là cô ấy. Phượng Hoàng quanh quẩn một vòng trên không trung, sau đó hướng về phía đỉnh núi Bất Chu bay đi. Cô ấy muốn làm chủ hồng hoang, tôi hỏi. Không phải, với thần uy của cô ấy, không cần lên đến đỉnh núi cũng đã là vị vua không ngai của hồng hoang Quy Khư, Khương Tuyết Dương nói. Tôi cũng nghĩ vậy, bởi vì tôi không nghĩ ra được ở hồng hoang Quy Khư còn có thứ gì có thể uy hiếp đến sự tồn tại của cô ấy. Trừ khi bản thân ý chí của thế giới Quy Khư trực tiếp ra tay, nhưng mà nếu như ý chí của thế giới Quy Khư ra tay thì tuyệt đối sẽ không để cô ấy thuận lợi dục hỏa trùng sinh. Vậy tại sao cô ấy lại muốn lên núi Bất Chu? Tôi lại hỏi. Không biết, chuyện này chỉ bản thân cô ấy mới có thể trả lời. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 604, Tranh Đoạt Thiện Duyên 2. Trong lúc nói chuyện, Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ đi đến biên thành của Ma Đạo. Bọn họ cũng bị thần niệm vô tận của Phượng Hoàng làm chấn kinh, cũng không hiểu rõ động cơ của cô ấy. Tạ Lan, Ma Đạo các ngươi hiện tại có tính toán gì không? Tạ Lưu Vân hỏi tôi. Đợi xem tình hình trước đi, vừa hay cũng có thể từ hành động của Phượng Hoàng mà suy đoán một chút xem bên trong sương mù trên không của núi Bất Chu ẩn chứa thứ gì. Tôi nói, cũng đúng. Chúng ta hiện tại xác thực là chẳng thể làm gì cả. Phượng Hoàng ngự hỏa mà bay, không ngừng lên cao. Không biết bao nhiêu tinh linh lửa xoay tròn xung quanh cô ấy, mà nơi cô ấy đi qua vầng mây đều bị nhiệt độ cực cao làm cho tan biến. Trong thế giới Quy Khư, đỉnh núi Bất Chu có độ cao tuyệt đối, tất cả mọi sinh vật đều không thể bay đến độ cao ngang bằng với đỉnh núi. Dù cho Phượng Hoàng có vô hạn thần uy, cũng bị cái pháp tắc này quản chế. Đợi đến khi cô ấy còn cách đỉnh núi khoảng 1000 trượng liền đem theo vô số tinh linh lửa đâm vào màng sương mù hư không dưới đỉnh núi. Sau khi cô ấy vào bên trong sương mù hư không thì chúng tôi đã không thể cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy nữa. Ngày đầu tiên nhanh chóng trôi qua, núi Bất Chu hầu như không có bất cứ hiện tượng bất thường nào, nhưng mà nhiệt độ không khí lại dần dần tăng trở lại. Ngày thứ hai, núi Bất Chu, cảnh tuyết rơi vạn năm không thay đổi ở núi Bất Chu bỗng hóa thành màn mưa rơi. Ngày thứ ba, băng trên đỉnh núi bắt đầu tan ra. Sông băng tan chảy, băng tuyết từ trên núi chảy xuống như vỡ đập. Núi Bất Chu sừng sững như tảng băng ngàn năm dần dần để lộ bộ mặt thật với người đời. Đá núi đen huyền, mơ hồ còn có ánh sáng của kim loại. Nước chảy xuống như biển, nhấn chìm mất ba tòa thành dưới núi, đồng thời dũng nhấn chìm luôn biển lửa Phượng Hoàng để lại khi trùng sinh.
toàn bộ đại quân liên minh của đạo môn đều rút lui, chỉ để lại một đám người có cảnh giới cao cường nương nhờ trên một chiếc bè gỗ được làm tạm thời ở lại canh giữ lối thông lên đỉnh núi Bất Chu. Trong số đó ma đạo tôi có Sát Phá Lang Tam Tinh, A Lê, Ngạo Phong, Kiêm Hà, hai đại sát thần, tổng cộng 8 người. Nhân đạo có Tạ Lưu Vân, Trương Chi Viễn, Động Chủ Thái Sơn, Động Chủ Hằng Sơn, Động Chủ Hoàng Sơn và một đám cao thủ của nhân đạo, tổng cộng 20 người. Tiên đạo có Mộ Dung Nguyên Duệ, Cung Chủ Giao Trì, Công Chúa Đắc Kiều, hai vị đạo chủ của Hải Ngoại Tiên Sơn, hơn 10 vị cao thủ nửa bước, đỉnh phong mạnh nhất của 72 phúc động, tổng cộng 27 người. Những người này là chiến lực chúng tôi chuẩn bị để lên đỉnh núi, dùng để ứng phó với sát cơ ẩn giấu trong sương mù hư không. Vốn tôi còn có tự tin có thể phá giải sương mù hư không để lên đỉnh núi, nhưng hiện tại nhìn thấy Phượng Hoàng vẫn chưa thể thoát khỏi sương mù hư không, trong lòng tôi dần dần sinh ra cảm giác bất lực. Bởi vì tất cả chúng tôi cộng lại chưa chắc đã là đối thủ của Phượng Hoàng, tồn tại cấp bậc đạo tổ, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất kích nghiền ép chúng tôi. Đến cô ấy còn chưa chắc đã thoát được vòng vây, thì dù cho chúng tôi lên được đó thì có thể làm gì? Trừ phi anh hùng chi kiếm có hiệu quả phá vỡ sương mù hư không, nhưng mà nếu như nó thật sự có hiệu quả, vậy thì tại sao từ đầu đến cuối Phượng Hoàng đều không hề để ý đến thanh kiếm trong tay tôi chứ? Vấn đề đó đến sau này tôi mới biết được đáp án, anh hùng chi kiếm thuộc về nhân loại, Phượng Hoàng căn bản không thể sử dụng uy năng của anh hùng chi kiếm. Lại đợi thêm mấy ngày nữa, tuyết ở trên núi Bất Chu đã hoàn toàn tan hết thành nước, hàng ngàn dặm dưới chân núi chìm trong biển nước. Phượng Hoàng một đi không trở lại, chẳng một ai biết được bên trong màn sương mù hư không đã xảy ra chuyện gì. Tạ Lưu Vân vẫn luôn thử dùng lục nhâm âm dương kiếm để suy đoán huyền cơ bên trong sương mù hư không, đáng tiếc là chẳng thu hoạch được gì. Sáng sớm ngày hôm nay, bắt đầu có dị tượng xuất hiện, núi Bất Chu bắt đầu rung động, dẫn đến mặt đất cũng bắt đầu rung theo. Núi Bất Chu là xương sống của quy khư, nó rung động thì cả hồng hoang quy khư đều có thể cảm nhận được địa chấn. Vạn tộc kinh sợ, hốt hoảng lo lắng nhìn về phía núi Bất Chu. Năm đó, Thủy Thần Cung Công phẫn nộ đâm vào núi Bất Chu, dẫn phát Đại Hồng Thủy diệt thế, lần này núi Bất Chu lại xuất hiện dị biến lần nữa, không biết lại dẫn đến hạo kiếp gì cho chúng sinh ở hồng hoang quy khư. Đến buổi trưa, núi Bất Chu rung động càng kịch liệt hơn, sương mù hư không trên đỉnh núi bắt đầu xuất hiện tia lửa đến từ bản thể của Phượng Hoàng. Thế lửa ngày càng lớn, theo sau tiếng kêu kinh động chín tầng mây của Phượng Hoàng, một đoàn lửa cháy rực hồng phá sương mù hư không xuất hiện, hóa thành một đoàn ánh sáng bắn nhanh hướng về phía chúng tôi. Ngọn lửa rơi xuống đầu chiếc bè gỗ, không thiêu đốt mà chỉ hóa thành hình người, chính là thiếu nữ Nguyên Phượng. Cô ấy hiện tại trông còn nhỏ hơn mấy tuổi so với trước khi dục hỏa trùng sinh, lúc trước vẫn còn là thiếu nữ, hiện tại lại biến thành một đứa bé gái khoảng 7-8 tuổi. Vẫn mặc bộ váy đỏ, khuôn mặt trắng như tuyết, khóe miệng còn vương máu, đôi mắt lớn ảm đạm mơ hồ ẩn chứa sự đau khổ. Không thể ngờ đến thiếu nữ Nguyên Phượng cường đại vô song lại có thể bị thương nghiêm trọng đến như vậy. Nhìn cô ấy nỗ lực cố gắng đứng vững, lòng tôi không nhẫn tâm, chuẩn bị lập tức tiến lên đỡ cô ấy. Không chỉ tôi nghĩ như vậy, Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ cũng đồng thời vươn tay về phía thiếu nữ Nguyên Phượng. Hiện tại thiếu nữ Nguyên Phượng đang cần sự giúp đỡ. Người nào duỗi tay ra giúp đỡ cũng đồng nghĩa với việc kết được mối thiện duyên với cô ấy. Một khi cô ấy khôi phục vết thương, có cô ấy làm chỗ dựa, chẳng phải ở quy khư hồng hoang liền có thể muốn gì được nấy sao? Đối mặt với ba cánh tay đồng thời vươn tới, thiếu nữ Nguyên Phượng cau mày dò xét ba người chúng tôi. Tiểu muội muội, ta là Tạ Lưu Vân của nhân đạo chúng ta tuyệt đối có thể chữa khỏi vết thương trên người em. Tạ Lưu Vân cười tươi đến lộ cả hàm răng ra, ngữ khí dịu dàng đến mức khiến người ta nổi cả da gà. Tiểu muội muội, thiếu nữ Nguyên Phượng lạnh lùng chừng hắn một cái, nhìn đến mức khiến Tạ Lưu Vân đổ mồ hôi lạnh đầy đầu. Nguyên Phượng tiền bối, tiên đạo bằng lòng dâng lên 20 cây long tiên thảo giúp cô chữa thương. Mộ Dung Nguyên Duệ ngược lại không nịnh nọt như Tạ Lưu Vân, không kiêu ngạo không nịnh nọt mà nói. Vừa nghe đến ba chữ long tiên thảo, mắt thiếu nữ Nguyên Phượng liền lóe sáng, vừa định kéo tay Mộ Dung Nguyên Duệ nhưng lại chuyển hướng nhìn tôi nói.
Tiên đạo cho ta 20 cây long tiên thảo, ma đạo của ngươi chuẩn bị lấy gì để kết thiện duyên với ta? Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 605, Uy Quyền Đế Tuấn 1. Ma đạo gì cũng không có, tôi cạn lời để nói, không biết nên trả lời cô ấy như thế nào. Đúng vào lúc này, Khương Tuyết Dương từ sau lưng tôi đi lên. Ma đạo không có cỏ long diên, nhưng ma đạo ta vẫn có thể chữa lành vết thương cho người. Không chỉ vậy, ma đạo còn có thể giúp các hạ báo thù. Khương Tuyết Dương nói, giúp ta báo thù, ngươi biết kẻ thù của ta là ai sao? Nguyên Phượng thiếu nữ mặt không biểu cảm hỏi. Ở quy khư, ngoại trừ người gác cổng Đế Tuấn, còn ai có thể đả thương Nguyên Phượng tổ sư cơ chứ? Ha ha, người rất thông minh, còn ngẩn ra làm gì, mau kéo ta lên. Nguyên Phượng thiếu nữ đầu tiên là cười khúc khích, rồi lườm tôi một cái nói. Cô ấy có vẻ như là sức mạnh vô tận, nhưng trên thực tế, cả sinh cơ và thần niệm đều đã ở trạng thái cạn kiệt nghiêm trọng. Tôi vừa kéo cô ấy lên khỏi mặt đất, thì mắt cô ấy đã nhắm lại và ngất đi, tôi vội ôm cô ấy vào lòng. Thể trọng của Nguyên Phượng nhẹ như lông vũ, nhưng lại nóng không thể chịu nổi, ôm cô ấy giống như ôm một ngọn lửa đang cháy. Cô bé khoảng 7-8 tuổi, sau khi nhắm mắt hấp thụ hết thần niệm, đã lộ ra bộ dáng của một thiếu nữ bất lực, cặp mày nhíu chặt lại, trong giấc ngủ vẫn chịu đựng nỗi đau đớn vô tận. Thấy thiếu nữ Nguyên Phượng được tôi ôm ở trong lòng, Tạ Lưu Vân thở dài vô hạn, nói với ta, Tạ Lan, ta khuyên ngươi, đến cuối cùng cũng không nên để cô ta gia nhập ma đạo. Tại sao? Tôi hỏi. Nếu như ma đạo các ngươi thu nhận cô ta, ta khó mà bảo đảm sau khi thời đại mạt pháp kết thúc, nhân đạo sẽ không ra tay chống lại ma đạo, trừ khi các ngươi không ra khỏi quy khư. Tạ Lưu Vân vẻ mặt nghiêm túc nói. Ha ha, chiến là được chứ gì, chẳng lẽ ma đạo lại sợ nhân đạo của ngươi à? Thủy Họa cười lạnh nói, không chỉ có nhân đạo ta, tiên đạo cùng âm ti cũng sẽ không buông tha cho các ngươi. Tam tinh sát phá lang vốn có năng lực đảo ngược đại sự thiên hạ, các ngươi đã có tổ long ngạo phong, nếu như được Nguyên Phượng trợ giúp nữa. Không ai có thể để cho ma đạo cứ thế mà tồn tại được, thiên đạo cũng sẽ không ngồi yên mà không quản. Những gì Tạ Lưu Vân nói là sự thật. Nếu nói rằng thiên đạo trước đây còn có chút khoan dung với ma đạo và muốn giữ ma đạo để tham gia vào bàn cờ. Chỉ cần ma đạo thu nhận Nguyên Phượng, thiên đạo sẽ không nhân từ với ma đạo nữa, bởi vì điều này đã chạm đến điểm mấu chốt mà thiên đạo có thể chịu đựng. Chỉ dựa vào sức mạnh của mệnh bản sát phá lang thì không thể đánh thắng được thiên đạo. Điều này đã được chứng minh từ 3.000 năm trước bởi ma đạo tổ sư Phá Quân Hộ Pháp Thiên Tôn và Tham Lang Hộ Pháp Thiên Tôn rồi. Năm đó, ma đạo thống trị tam giới, đạo Kim Ngao Vạn Tiên đến triều, nhưng cuối cùng họ vẫn thất bại. Ma đạo tổ sư chiến tử ở vực Trả Hồn, Phá Quân mất ở sông Vong Xuyên, Tham Lang thì cùng với đạo Kim Ngao chìm xuống, từ đó trên nhân gian không còn ma đạo. Nguyên do là vì sát phá lang chỉ kiểm soát sức mạnh của mệnh bản, nhưng không có sức mạnh trợ giúp bên ngoài của thiên địa. Vào buổi sơ khai của nhân gian, công sức của Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân là không thể thiếu, họ cũng là sức mạnh trợ giúp từ bên ngoài được thiên địa nuôi dưỡng. Hiện giờ ma đạo đã có Tổ Long ngạo phong, nếu Nguyên Phượng gia nhập ma đạo nữa, còn có cơ hội tìm được huyết mạch truyền thừa của Thủy Kỳ Lân, như vậy thì ma đạo đã đủ tư cách để đối địch với thiên đạo. Đến lúc đó, trong ngoài một thể, trừ khi bổn tôn thiên đạo tự tay giết người, bằng không thì ở nhân gian có hô mưa gọi gió đến thế nào đi nữa cũng không thể lay động căn cơ của ma đạo được. Nghĩ đến đây, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao ma đạo tổ sư để lại một bia thất sát ở thiên trì của núi Trường Bạch, và tại sao ông ấy lại khắc chữ ở quy khư để nhắc nhở các thế hệ sau. Đây đều là những việc ông ấy dày công lên kế hoạch, giúp cho ma đạo có được sự trợ giúp từ bên ngoài, đủ để ma đạo tồn tại mãi mãi. Để ma đạo nhảy ra khỏi bàn cờ vận mệnh, không phải làm tốt thí nữa. Tạ Lưu Vân, nếu như Nguyên Phượng là cơ duyên ma đạo tổ sư lưu lại cho bọn ta, thì ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ cô ấy. Tôi nói, sẽ chết đấy, Tạ Lan, quả thực là sẽ chết đấy. Thiên đạo chưa bao giờ đuổi cùng giết tận ma đạo,
là muốn tam đạo tranh đấu với nhau mà thúc đẩy bàn cờ. Các ngươi còn vọng tưởng muốn nhảy khỏi bàn cờ. Lúc ban đầu, tôi từng hỏi Khương Tuyết Dương, ngay từ đầu ma đạo đã là sự sai trái, thì tại sao thiên đạo lại để ma đạo xuất thế nữa? Bây giờ Tạ Lưu Vân đã cho tôi câu trả lời, thiên đạo dung túng ma đạo vì muốn ma đạo bù đắp cho số mệnh của vạn vật tam sinh, suy ra vận mệnh bàn cờ. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Tam sinh vạn vật không chỉ là học thuyết kinh điển trong đạo tàng, mà còn được chứng minh trong vật lý học ở hậu thế. Cho dù các nhà khoa học cố gắng suy luận như thế nào, thì vấn đề tam thể cũng không theo định luật nào. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 606, Uy Quyền Đế Tuấn II. Tạ Lưu Vân, nếu thiên đạo muốn giữ lại tam đạo để suy đoán vận mệnh bàn cờ, vậy tại sao bây giờ lại muốn phân thắng bại, kết thúc ván cờ? Tôi hỏi. Nghe tôi hỏi một câu như vậy, Tạ Lưu Vân trầm mặc. Thật lâu sau đó, ông ta thở dài nói, có lẽ thiên đạo hiện tại cũng ý thức được, vận mệnh bàn cờ là không thể phá giải. Cho dù ông ta suy tính cho trăm triệu năm sau, thì cũng không thể kiểm soát được quỹ tích của vận mệnh. Đã như vậy, thì tại sao chúng ta lại phải tham gia vào tranh đấu trong bàn cờ? Tại sao lại không tự nắm giữ vận mệnh của chính mình? Ta cũng muốn làm như vậy, đáng tiếc ta không phải ma đạo tổ sư. Tạ Lưu Vân thở dài một hơi nói, ta cũng không phải ông ấy. Ta chỉ dựa vào dũng khí đơn độc của mình để bước tiếp con đường ông ấy chưa đi hết mà thôi. Nguyên Phượng thiếu nữ bị thương rất nặng, không chỉ sinh cơ thiếu thốn trầm trọng mà thần hồn cũng bị tổn hại không nhẹ. 3 ngày sau, thiếu nữ Nguyên Phượng tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Mặc dù ma đạo chúng, tôi không có tiên thảo, linh dược, nhưng những gì chúng tôi cho cô ấy tốt hơn nhiều so với tất cả các loại tiên dược. Trong 3 ngày này, Khương Tuyết Dương thi pháp chưa từng bị gián đoạn, không biết có bao nhiêu linh khí thiên địa đã hóa thành ngọn gió hồi phục đưa vào cơ thể thiếu nữ Nguyên Phượng. A Lê cũng cống hiến không ít, tuy rằng thuật nguyệt quang của cô bé rất mạnh, nhưng thần hồn Nguyên Phượng thiếu nữ chịu sát thương quá lớn. Bây giờ cùng lắm A Lê cũng chỉ là tu vi cấp bậc thiên tôn mạnh nhất, mà Nguyên Phượng thiếu nữ lại là cấp bậc đạo tổ, hai người chênh lệch tựa như vực sâu thiên địa vậy. Kết quả là A Lê phải rút cạn thần niệm của mình hóa thành ánh trăng để nuôi dưỡng thần hồn cho thiếu nữ Nguyên Phượng. Mãi cho đến khi Nguyên Phượng thiếu nữ mở mắt ra, A Lê mới thu hồi thuật nguyệt quang, sắc mặt cô bé hoàn toàn tái nhợt. Nguyên Phượng thiếu nữ đương nhiên biết mình thương thế nghiêm trọng cỡ nào, nhìn A Lê vì cô mà tiêu hao gần như toàn bộ thần niệm. Còn có Khương Tuyết Dương cũng tận tâm tận lực vì cô khôi phục nguyên khí, trong mắt lộ ra một chút cảm kích. Sau khi tỉnh dậy, thiếu nữ Nguyên Phượng kể cho chúng tôi về nguồn gốc của cô ấy cùng những gì đã xảy ra trong màn sương mù. Cô không nói, sẽ không ai có thể tưởng tượng được, tiểu La Lị Băng Tuyết, thông minh và vô hại trước mặt này lại tham gia vào cuộc tranh bá của vạn tộc năm đó. Mở miệng gọi cô ấy một tiếng Nguyên Phượng tổ sư thì cũng không ngoa. Khương Tuyết Dương đoán không sai, Nguyên Phượng thiếu nữ cùng Đế Tuấn thật sự có thâm thù đại hận. Lúc đó bị Đế Tuấn ở chiến trường cổ vạn tộc ra tay đánh đến suýt nữa thì chết. Đến khi dục hỏa trùng sinh thì lại bị Đế Tuấn đánh đến trọng thương và lần này cũng thiếu chút nữa đã chết dưới tay của Đế Tuấn. Thiếu nữ Nguyên Phượng nói, sau trận chiến vạn tộc trong vực sâu Hồng Lư kết thúc, nhiệm vụ của Đế Tuấn với tư cách là một người gác cổng đã hoàn thành, rồi sau đó ông ta lên đỉnh núi Bất Chu để canh giữ linh hồn cung công. Ban đầu khi ma đạo tổ sư cùng Đế Tuấn giao thủ cũng là ở trên đỉnh núi trong màn sương mù, chỉ là tôi không hiểu Đế Tuấn rốt cuộc có năng lực gì. Tại sao ngay cả ma đạo tổ sư cũng không giết được ông ta, mà lại còn bị ông ta đả thương nữa? Khi tôi hỏi câu hỏi này, Nguyên Phượng thiếu nữ đã giải nghi hoặc cho tôi. Cô ấy nói, sức mạnh của bản thân Đế Tuấn bây giờ cũng gần giống như cô ấy, nhưng ông ta có thể sử dụng sương mù hư không để che giấu bóng ảnh của mình. Nếu sương mù không bị phá vỡ, thì không cách nào xác định được chân thân của Đế Tuấn. Ngoài ra, Đế Tuấn còn sở hữu một thần khí, Bình Luyện Yêu. Yêu tộc có 2 đại thần khí, một là Cờ Chiêu Yêu do Nữ Oa điều khiển, 2 là Bình Luyện Yêu do Đế Tuấn dùng.
Sau khi nữ oa quy hàng thiên đạo, yêu tộc bản tính tàn nhẫn, sự tàn bạo cùng lệ khí đều tự sinh ra, để không phá hủy sự cân bằng thái cực của thiên địa. Thượng cổ chúng thần đã cùng nhau đúc chiếc bình thanh đồng có thể thanh tẩy ác khí hung tàn, dùng để tịnh hóa các yêu, ma, thú quá đỗi tàn ác, duy trì sự hài hòa của đại địa. Sau đó, Đế Tuấn chấp trưởng yêu tộc, vì vậy chúng thần thượng cổ đã giao bình luyện yêu cho Đế Tuấn để kiểm soát. Bình luyện yêu uy hiếp đến vạn yêu, mặc dù ta đã cắt đứt tất cả ma tính của mình, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ảnh hưởng của bình luyện yêu, mới bị ông ta nhân cơ hội đả thương ta. Nếu không phải ta từ bỏ mấy ngàn năm tu luyện hỏa diễm tinh linh, thì thiếu chút nữa đã bị thu vào bình luyện yêu mà tôi luyện. Nguyên Phượng thiếu nữ vẫn còn chút sợ hãi nói, bình luyện yêu có ảnh hưởng đến nhân tộc không? Tôi hỏi. Bình luyện yêu vô dụng đối với nhân tộc, chỉ uy hiếp đến thần hồn yêu ma mà thôi. Nhưng trong bình luyện yêu không biết đã hấp lệ khí tàn bạo hung ác của bao nhiêu yêu thú, ta có thân thể hỗn độn, có thể không chịu ảnh hưởng của dòng khí, nhưng các người thì chỉ cần một chút không cẩn thận, sẽ mất đi tâm trí, trở thành tay sai của Đế Tuấn. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 607, Quái Thú Cửu Anh 1. Sau khi được thiếu nữ Nguyên Phượng nhắc nhở, số lượng người lên núi được Liên Minh Đạo Môn lựa chọn lần nữa giảm xuống. Sự tàn bạo cùng lệ khí trong bình luyện yêu có thể làm hoen ố thần hồn, dưới thiên tôn rất khó để giữ linh hồn trong sạch. Nếu đánh mất đi lý trí, thì có thể sẽ không bao giờ quay lại được. Từ khi vào quy khư đến nay, việc các đồng đội do đánh mất lý trí mà đao kiếm tương kiến lẫn nhau là chuyện vô cùng tàn nhẫn. Cuối cùng danh sách lên núi của ma đạo chúng tôi đã loại ra hai vị đại sát thần cùng Kiêm Hà, Ngạo Phong. Mặc dù hai đại sát thần chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng họ vốn có sát tính tận sâu cốt tủy, rất dễ bị lệ khí tàn bạo ảnh hưởng. Kiêm Hà là huyết mạch huyễn ma, trước khi phong thần, cô ấy vẫn là yêu, chịu sự uy hiếp của bình luyện yêu. Mặc dù Ngạo Phong là tổ long, nhưng chênh lệch tu hành khá nhiều so với Nguyên Phượng thiếu nữ, đến cả thiếu nữ Nguyên Phượng cũng không thể thoát khỏi gông xiềng của bình luyện yêu, Ngạo Phong lại càng không thể. Chỉ cần Đế Tuấn tế xuất bình luyện yêu, chiến lực của Kiêm Hà và Ngạo Phong rất khó để bộc lộ ra, cũng sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi lệ khí. Như vậy thì, những người còn lại của ma đạo sẽ lên núi gồm tôi, Thủy Họa, A Lê và Khương Tuyết Dương. Thiếu nữ Nguyên Phượng cùng lắm chỉ xem là đi chung đường với ma đạo, không phải đệ tử ma đạo chúng tôi. Ma đạo tuy rằng cần cô ấy gia nhập, nhưng những chuyện như này cũng không thể cưỡng cầu, cấp bậc đạo tổ tồn tại đều tuân theo ý mình. Ma đạo điều chỉnh danh sách người lên núi, nhân, tiên hai đạo cũng đồng thời chỉnh sửa. Cuối cùng, số lượng người leo núi của nhân đạo giảm xuống còn 10 người. 10 người này đều có tư thái của thiên tôn, đạo tâm kiên định và ý chí vững như đá. Điều khiến tôi ngạc nhiên chính là tiên đạo chỉ cho một mình Mộ Dung Nguyên Duệ đi. Ngay sau đó tôi lại thở phào nhẹ nhõm, vì rằng không phải ai cũng có đủ tư cách để khiêu chiến cấp bậc tồn tại như Đế Tuấn. Chiến thuật đám đông nhưng không có sức mạnh căn bản là không hiệu quả. Những người dưới thiên tôn đối với ông ta mà nói thì giống như sâu bọ vậy. Đắc Kiều công chúa tuy đã chứng thiên tôn, nhưng cô ấy đến từ Long tộc Đông Hải, vẫn không thể thoát khỏi sự uy hiếp của bình luyện yêu. Hơn nữa, giá trị lớn nhất của tiên đạo là nằm ở đạo chiến thần của Mộ Dung Nguyên Duệ. Chỉ cần cô nguyện ý lên núi, thì không thể nói bọn họ không ra sức. Nhân đạo phái ra số lượng nhiều nhất, nói là để đấu với Đế Tuấn, chi bằng nói rằng họ muốn bảo vệ Tạ Lưu Vân. Sau khi Tạ Lưu Vân chứng thiên tôn, giá trị của ông ta trong nhân đạo ngay lập tức tăng vọt. Luận thành tựu thần kiếm thì ông ta không giỏi bằng Lữ Thuần Dương, nhưng bản lĩnh do thám bí mật quy khư bằng kiếm lục nhậm âm dương. Sau khi ông ta chứng thiên tôn đã được cải thiện lần nữa, có thể so sánh với khả năng đoán địch của Mộ Dung Nguyên Duệ trong đạo chiến thần. Thời đại mạt pháp kết thúc tranh đấu đạo môn, không có Tạ Lưu Vân bảy mưu tính kế, nhân đạo không biết sẽ bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội và bao nhiêu người sẽ chết uổng nữa. Nhân đạo cần bảo vệ Tạ Lưu Vân,
nhưng tiên đạo không cần phải bảo vệ Mộ Dung Nguyên Duệ. Bởi vì Mộ Dung Nguyên Duệ có 4 đại pháp thân, chỉ cần một trong số họ sống sót, bản tôn sẽ bình an vô sự. Đợi sau khi thiếu nữ Nguyên Phượng hồi phục thương thế, chúng tôi bắt đầu dựa theo đường núi mà lên đỉnh Bất Chu. Trước đó, thiếu nữ Nguyên Phượng đã làm tan băng tuyết của núi Bất Chu bằng cơ thể liệt hỏa Phượng Hoàng, nên đường núi dễ leo hơn rất nhiều. Một ngọn núi cao 47.000 trượng chỉ leo mất 2 ngày. Núi Bất Chu giống như một chiếc thang bắc lên trời, còn chúng tôi bây giờ như đang ở giữa trời mây vậy, tựa như chỉ còn kém một bước nữa là bước vào thần vực thiên giới. Trong hư không sương mù phía trước, sát khí cuồn cuộn ẩn nấp trong đó. Huyễn ảnh của yêu ma hung thú được Đế Tuấn sử dụng lệ khí tàn bạo của các hung thú trong bình luyện yêu hóa thành, chúng có hình nhưng không thực, rất khó đối phó. Chúng tôi không gấp gáp lao vào màn sương mù, mà ở bên ngoài chuẩn bị những bước cuối cùng. Trước đây chúng tôi chỉ biết kiếm anh hùng có thể chặn sương mù trong hư không, nhưng lại không nghĩ tới, khó khăn lớn nhất khi lên núi chính là Đế Tuấn. Nếu như không có Nguyên Phượng thiếu nữ, Liên Minh Đạo Môn bất luận thế nào cũng đánh không lại Đế Tuấn, chỉ có thể nói là trong vô thức tự có an bài. Trên vách đá nơi này, gió thổi rất mạnh. Mộ Dung Nguyên Duệ dẫm lên một tảng đá, bóng người cô độc, đạo bào tung bay, bóng lưng lộ vẻ vô cùng cô đơn. Nhìn bóng lưng cô ấy, những cảnh tượng, câu chuyện cũ trong quá khứ lần lượt ùa về. Núi Bất Chu là điểm dừng chân cuối cùng của đạo môn ở Quy Khư. Sau khi hiểu được sự tình ở đây, đạo môn sẽ rời khỏi Quy Khư. Khi đó, thời đại mặt pháp vì thiên tôn xuất thế nên cũng sẽ kết thúc. Các bạn đang nghe truyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 608, Quái Thú Cửu Anh 2. Nhân tự thu hồng lai hữu tín, sự như xuân mộng liễu vô ngân. Tức là người như con nhạn, thu đến có tin, mọi việc như giấc mộng xuân, qua đi không dấu vết. Tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ vẫn còn có cơ hội gặp lại nhau. Nhưng đáng tiếc chỉ có thể gặp nhau trên chiến trường, cảnh xưa dù khó quên đến đâu cũng không thể quay lại được nữa. Nghĩ đến việc Mộ Dung Nguyên Duệ cản thay kiếp nạn hình thiên cho ma đạo ngày hôm đó, tôi còn chưa kịp cảm ơn, liền đi về phía cô ấy. Nguyên Duệ, cảm ơn. Tôi đi tới bên cạnh cô ấy nói, cảm ơn ta cái gì? Mộ Dung Nguyên Duệ bình tĩnh hỏi, ánh mắt kiên định nhìn gió thổi mây trôi. Nếu như cô ngày đó không giúp bọn ta vây khốn hình thiên, ma đạo không biết đã chết bao nhiêu người nữa. Không có ta, ma đạo cũng không chết bao nhiêu người, bởi vì ngươi nhất định sẽ lựa chọn chứng thiên tôn sớm. Mộ Dung Nguyên Duệ quay đầu lại, dùng đôi mắt trong veo nhìn tôi nói, cho nên, nếu như cô đứng ở lập trường của tiên đạo, thì không cần động thủ làm gì. Tôi nói, đứng trên lập trường của tiên đạo mà nói, ta thật sự không cần ra tay. Đáng tiếc ta căn bản không cân nhắc đến lợi ích của tiên đạo. Ta chỉ là không muốn ngươi chứng thiên tôn, chí ít trước khi Quy Khư kết thúc. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, tại sao? Bởi vì sau khi chứng thiên tôn thì ngươi có thể cắt đứt dây tình duyên, quên ta đi. Người động tình trước là ta, nếu phải vung kiếm chạm tơ tình thì ta hy vọng người vung kiếm cũng là ta. Tình không biết bắt đầu từ khi nào, càng lúc càng sâu đậm. Mộ Dung Nguyên Duệ đã từng nói sau khi cởi bỏ mặt nạ sẽ giết tôi. Nhưng không ngờ rằng cho đến hôm nay, cô ấy vẫn chưa cắt đứt tơ tình của mình. Đợi khi mọi người đều đã chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi bắt đầu chính thức lên núi. Thiếu nữ Nguyên Phượng nói rằng, mặc dù sương mù hư không từ bên ngoài nhìn vào thì chỉ dài ngàn trượng, nhưng ảo ảnh bên trong trùng điệp lên nhau và thời không rối loạn, căn bản là không thể chạm đến biên giới. Chỉ có cách cầm lấy thanh anh hùng kiếm mới có thể đo càn khôn lớn nhỏ, bước ra khỏi sương mù hư không. Ta vào trước giữ chân Đế Tuấn, các ngươi đi theo ma đạo tổ sư bảo vệ kiếm anh hùng. Không có thanh kiếm này, các ngươi chẳng những không lên được đỉnh núi, mà vĩnh viễn cũng không ra được khỏi sương mù. Nói xong, Nguyên Phượng thiếu nữ bay lên trời, hóa thành liệt diễm Phượng Hoàng rít lên một tiếng, rồi cúi người lao vào sương mù hư không. Sau khi cô ấy rời đi, nhóm người chính thức tiến vào sương mù hư không. Với tôi, sương mù dày đặc, mù mịt mênh mông không đáy,
ngay cả thần niệm cũng không thể xuyên qua sương mù. May thay, thanh kiếm anh hùng thực sự có tác dụng kỳ diệu, có thể chạm xuyên qua sương mù. Một nhát kiếm chém ra thì đám mây cùng sương mù tan đi một khoảng. Càng đi lên cao, sát khí càng nặng. Tôi đi rất chậm, do là tất cả sát ý trong hư không và sương mù đều do tôi mở ra, áp lực nặng như núi. Còn chịu được không? Thủy Họa hỏi. Tôi gật đầu. Thủy Họa nắm lấy bàn tay còn lại của tôi, 10 ngón đan nhau. 10 ngón tay nối liền trái tim, được cô ấy chia sẻ, áp lực trên người tôi đã được giải tỏa đi rất nhiều, bước chân dần trở nên nhanh nhẹn hơn. Nhìn thấy tôi tay trong tay đi cùng Thủy Họa, trên mặt Mộ Dung Nguyên Duệ hiện lên vẻ buồn bã. Không phải tình yêu nào cũng có thể cùng nhau đi đến cuối cùng, như tôi và cô ấy vậy. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, chỉ có thể tương sát, không thể tương ái. Khi đi được khoảng 5 trượng, đột nhiên phía trước trong sương mù truyền đến tiếng trẻ con khóc, không chỉ một đứa. Tiếng khóc thê lương, khiến lòng người khó mà chịu nổi. Tôi dừng chân lại phân ra thần niệm để cảm nhận, nhưng tiếc là sương mù quá dày nên không thể cảm nhận được điều gì đã xảy ra trong màn sương mù. Tạ Lưu Vân ở phía trước tôi thi triển kiếm lục nhậm âm dương. Sau khi xuất một đạo kiếm, trên mặt đất đã khắc lại hai quẻ khảm, ly của phục hy bát quái. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ về các quẻ, Tạ Lưu Vân lộ ra vẻ thông hiểu. Đã phát hiện được gì? Khảm là trung nam, ly là trung nữ, năm nam bốn nữ, vạch quẻ ngắn chính là chỉ trẻ con, hung thú phía trước là Cửu Anh, không còn nghi ngờ gì nữa. Tạ Lưu Vân nói, Cửu Anh là hung thú thượng cổ, có thể phun nước, phun lửa, có chín đầu và rất thích ăn thịt người. Kinh sách của Hoài Nam Tử ghi nhận, Cửu Anh, quái vật của Thủy Hỏa, gây hại cho người, nơi này có hung thủy. Nếu đã là Cửu Anh, ta liền giết nó. A Lê tiến lên một bước. Đúng rồi, may mắn A Lê đã phong thần, ngưng tụ ra thần cách Thái Cổ Nguyệt Ma, nếu không thì Cửu Anh thật sự sẽ nhốt chúng ta ở chỗ này mất. Khương Tuyết Dương nói, được rồi. Vậy thì chúng ta chờ xem liên hoàn tiễn trong truyền thuyết của hậu nghệ. Tạ Lưu Vân đôi mắt sáng ngời nói. Theo truyền thuyết, Cửu Anh không hồn không phách, thân thể cường ngạnh dị thường, lại thêm 9 mạng, chỉ cần có một mạng chưa mất, tụ hội linh khí trời đất thì sẽ được hồi phục. Năm đó, khi hậu nghệ bắc phạt, muôn thú đều trốn tránh. Cửu Anh tự tin mình có 9 đầu, 9 mạng, không sợ hãi chút nào. 9 cái miệng cùng nhau mở ra, lần lượt phun ra lửa độc và nước độc, đan xen vào nhau tạo thành một tấm lưới thủy hỏa vô cùng hung hiểm, nhằm mục đích vây nhốt hậu nghệ. Hậu nghệ biết nó có 9 mạng, nếu một cái đầu bị bắn thì không những không chết mà còn hồi phục nhanh chóng, bèn dùng tiễn pháp liên hoàn, 9 mũi tên bắn ra gần như cùng lúc cắm vào 9 cái đầu của Cửu Anh, cuối cùng thì 9 cái mạng của Cửu Anh không một mạng nào sống sót. Sau khi A Lê phong thần, cô ấy có thể tùy ý sử dụng thần thông của hậu nghệ. Ngay lập tức, tôi tiếp tục dẫn mọi người tiến lên phía trước. Khi thanh kiếm anh hùng chém xuyên qua sương mù, Cửu Anh cũng dần hiện thân. 5 bé trai, 4 bé gái. Sau khi nhìn thấy chúng tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đang khóc đến thê lương của Cửu Anh lập tức trở nên gớm ghiếc xấu xí, nhanh chóng biến thành quái thú Cửu Anh. Hình dáng của đứa bé biến mất. Chỉ còn lại 9 cái đầu thú đáng sợ ở đó, 5 cái đầu phun ra lửa, 4 cái phun ra độc dịch, cố gắng dệt một tấm lưới thủy hỏa để bắt tất cả chúng tôi. Lúc này đây, A Lê bắn liên tiếp 9 mũi tên, gảy vang cung tên. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 609, Đế Tuấn hiện thân một. Muốn giết Cửu Anh, khó khăn lớn nhất là cùng một lúc giết chết 9 cái đầu của nó. Chỉ cần một chút sai sót, nó sẽ có thể dựa vào lượng linh khí trời đất nồng đậm vô đối trong quy khư mà hồi phục như cũ. Như vậy thì, ngay cả khi có 9 người cùng lúc ra tay cũng không thể đạt được thời điểm chính xác không chệch một ly một tí được. Chỉ những liên hoàn tiễn hậu nghệ của A Lê mới có khả năng này. A Lê kéo căng dây cung, 9 mũi tên bắn ra cùng một lúc. Cửu Anh 9 đầu đang phun ra lửa cùng độc dịch, đột nhiên nhìn thấy 9 mũi tên bắn ra, ngay lập tức cảnh giác,
nhưng đến cùng cũng vẫn chậm một bước. Tốc độ của A Lê Thiên Hạ vô song, miễn là khí tức bị khóa thì không thể trốn thoát. Chỉ nghe một tiếng bùm, chín cái đầu của Kiều Anh cùng một lúc nổ tung. Cơ thể của hung thú hóa thành không khí đen rồi hòa vào sương mù của hư không. Chuyên gia vừa ra tay liền biết có được hay không. Uy lực của liên hoàn tiễn hậu nghệ khiến mọi người kinh hoàng. Ngay cả Mộ Dung Nguyên Duệ cũng nhìn A Lê thật lâu. Trong trận chiến phong thần 3.000 năm trước, trong chúng thần không một người nguyện ý đứng về phía ma đạo. Ma đạo hôm nay vẫn còn chưa tham gia tranh đấu đã có 3 vị thần về đội. Một vị là tử thần của Thái Cổ Minh Giới. Một vị là nguyệt thần của Thái Cổ Thần Giới. Còn một vị đã ngưng tụ ra thần cách của Thái Cổ Phong Ma, cũng xuất thân từ Thái Cổ Thần Giới, Phong Thập Bát. Thực ra thì, so với 3.000 năm trước, cái ma đạo thiếu chỉ là thời gian. Trong quá khứ, có lúc tôi nghĩ rằng những gì mình có được là do may mắn, nhưng thực tế không phải vậy. Ma đạo tổ sư trước khi thân hóa hy gì đã để đủ cơ duyên cho hậu thế. Những cơ duyên này năm đó ông ấy không có cơ hội để khai thác, do là thiên đạo đã nhắm đến ông ấy. Tạ Lưu Vân ánh mắt lóe lên, ông ta từ sớm đã dự đoán được tương lai của A Lê. Thực lực tổng thể của quái thú Kiều Anh có thể sánh với thiên tôn, thậm chí có thể nói so với thiên tôn bình thường còn khó đối phó hơn, lại bị A Lê giết chết bằng tên trong nháy mắt. Sự tồn tại của cấp độ sát thủ như vậy đã khiến ông ta bất an. Sau khi giết Kiều Anh, chúng tôi tiếp tục tiến lên. Trên đường có mấy con hung thú cấp thấp tấn công chúng tôi, không đợi đệ tử nhân đạo kịp phản ứng đã bị A Lê bắn chết trước. Đi về phía trước nữa, lại thêm một hung thú với chiến lực thiên tôn xuất hiện, là một cổ điêu cỡ lớn. Sơn Hải Kinh, Nam Sơn Kinh, trong nước có loài thú, gọi là cổ điêu, hình dạng giống như đại bàng lại có sừng, ăn thịt người. Cổ điêu không chỉ hung tàn, mà còn rất nham hiểm, chúng biết phun độc, người chúng độc sẽ mưng mủ mà chết. Cổ điêu tấn công từ trên không, nếu trượt, nó sẽ ngay lập tức trốn vào màn sương mù trong hư không. Nó cực kỳ xảo quyệt và nhanh nhẹn, muốn giết được nó cũng rất khó khăn. Mấu chốt là trong sương mù hư không, chúng tôi không thể ngự không phi hành, cũng không có năng lực không chiến, chỉ có thể sử dụng thuật pháp tầm xa, đao kiếm và mũi tên của A Lê để chiến đấu tầm xa. Nhưng sương mù che khuất thần niệm, ngay cả A Lê cũng không thể xác định được khí tức của nó. Vết thương có thể gây ra cho cổ điêu cực kỳ có hạn, không những thế còn làm khơi dậy hung tính của cổ điêu. Kiếm khí cự long của tôi cũng không thể phát huy chiến lực trong sương mù hư không, sau khi bay lên không bao lâu đã bị dòng chảy hỗn loạn của sương mù hư không nuốt lấy, chẳng khác nào cho không cả. Sau khi bị cổ điêu quấy rối một thời gian, đường chân nhân đường lãm, động chủ của núi Nga Mi là người đầu tiên bị độc dịch của cổ điêu phun ra làm bị thương. Linh dược còn chưa đưa được vào miệng, thì phần lớn cơ thể đã mục giữa, cuối cùng cứ thế mà chết đi. Cái chết của đường lãm giống như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng của mọi người. Độc dược từ trên trời rơi xuống, không dễ bề đề phòng. Chiến lược ma đạo mạnh mẽ, thân thể bất tử của thủy hỏa, thân thể thanh liên của tuyết dương không sợ kịch độc. Uy lực kiếm khí của tôi, tên trên dây cung của A Lê, nó căn bản không dám ra tay với ma đạo. Tiên đạo chỉ có mỗi Mộ Dung Nguyên Duệ, cô ấy đã triệu hồi 4 pháp thân và tạo thành trận ngũ hành. Bạo phát khí tiên thiên ngũ hành xông thẳng lên trời, cổ điêu cũng không dám phát động tập kích bất ngờ từ trên không về phía cô ấy. Như vậy thì, nó chỉ có thể thường xuyên phát động tập kích bất ngờ vào nhân đạo, cho dù nhân đạo dồn sát vào nhau, vẫn không thể chống đỡ được các đợt tập kích chớp nhoáng của cổ điêu. Chẳng mấy chốc, nhân đạo lại mất thêm một vị đại tướng, Quách Hoa, động chủ động núi Cối Kê đã qua đời. Bây giờ Tạ Lưu Vân không thể đứng yên được nữa nên đã cầu cứu ma đạo. Cổ điêu không trừ, chúng ta một tấc cũng không thể đi tiếp được, vẫn xin ma đạo hãy nghĩ thêm biện pháp, Tạ Lưu Vân nói. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ. Độc Linh Hồn tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 610, Đế Tuấn hiện thân 2. Tạ Lưu Vân, Nguyên Phượng Tổ Sư đã từng nói qua, thời không trong sương mù hư không hỗn loạn, cho dù chúng ta có cách ngự không chém giết.
Nhưng nếu không có anh hùng kiếm bảo vệ, chỉ cần một chút không cẩn thận, chúng ta sẽ lạc vào dòng chảy hỗn loạn của hư không. Khương Tuyết Dương nói, không cần bay lên, chỉ cần A Lê chịu phối hợp với ta, sẽ có thể bắn chết Cổ Điêu. Người muốn ta phối hợp như thế nào? A Lê hỏi. Ta dùng kiếm lục nhậm âm dương để suy đoán động tác và thời gian của động tác tiếp theo của Cổ Điêu. Người nhắm đến hướng mũi kiếm của ta làm mục tiêu. Điều cần lưu ý là kiếm của ta không có quỹ đạo cố định, cũng không có chiêu thức cố định. Người phải đợi cho đến lần ra kiếm cuối cùng mới được bắn tên. Tạ Lưu Vân nói. Được, A Lê nghiêm túc gật đầu. Tiếp đó, Tạ Lưu Vân bắt đầu thi triển kiếm lục nhậm âm dương dưới sự bảo vệ của ma đạo tôi. A Lê mở to ưng nhãn, chăm chú nhìn mũi kiếm của Tạ Lưu Vân. Hình dạng thanh kiếm của Tạ Lưu Vân được phản chiếu trong con ngươi đen láy của cô bé. Điều đáng kinh ngạc nhất của kiếm lục nhậm âm dương là đường kiếm không bao giờ có quỹ đạo cố định, không để lại dấu vết để truy tìm, chỉ dựa vào tất cả huyền cơ nhìn lén được mà biến ra kiếm pháp. Thần kiếm của Tạ Lưu Vân có thành tựu phi thường, theo cùng chuyển động của ông ta, kiếm khí tung hoành khắp chỗ này. Thần pháp phiêu dật, dung nhan tuấn mỹ, quả thực là mỹ nam tử hiếm có trong đạo môn. Trong khi Tạ Lưu Vân đang thi triển kiếm pháp, Cổ Điêu vẫn không ngừng tập kích bất ngờ, nhưng nhân đạo đã tập trung lại với nhau, dưới sự cảnh giác cao độ ấy không để nó thành công lần nữa. Chiêu kiếm của Tạ Lưu Vân có lúc chậm chạp nặng nề, nhưng có lúc như vũ bão. Cuối cùng, đường kiếm kết thúc, Tạ Lưu Vân quỳ một gối xuống, mũi kiếm đột nhiên chỉ vào khoảng không phía sau ông ta. Kiếm khí còn chưa bùng phát, đã nghe thấy dây cung của A Lê rung lên rồi một mũi tên bắn ra trong không trung. Lập tức trong không trung truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Cổ Điêu, một con quái điểu to lớn đen kịt liều mạng vỗ cánh bay vào sương mù hư không. Nhưng lại bị A Lê bắn tiễn Tiên Vũ Khánh Linh trúng một bên cánh, lực đạo mất cân bằng, mất khống chế mà chúi xuống đất. Cùng với lúc nó rơi xuống, A Lê vẫn tiếp tục bắn tên. Trước khi nó tiếp đất, A Lê đã bắn thành một cái dây. Sau khi giết chết Cổ Điêu, những yêu thú, hung ma trong sương mù hư không dựa vào bản năng, tâm ý của nó mà không phát động công kích chúng tôi nữa, con đường phía trước bắt đầu trở nên suôn sẻ hơn. Liên tiếp tiến lên 200 trượng, chúng tôi lại gặp phải đại nạn, lần này bị vây công bởi một quần thể. Huyễn ảnh của các thượng cổ đại yêu lần lượt xuất hiện, nhưng may mắn thay chúng đều là hung thú tấn công cận chiến. Dưới ngọn gió chúc phúc phong thần của Khương Tuyết Dương, tôi cùng Thùy Họa là chiến lực chủ yếu, giết đến hăng máu. Trên đoạn đường phía sau, những gì chúng tôi gặp phải cũng chỉ là thú triều, không còn ai dám đơn độc công đánh chúng tôi nữa. Dù sao thì, tất cả chúng tôi cộng lại cũng có đến 5 vị thiên tôn, bất luận hung thú trong sương mù hư không hung tàn cỡ nào. Chỉ cần không phải bất tử bất diệt như Cửu Anh, không gian xảo như Cổ Điêu, cho dù sức chiến đấu của chúng mạnh cỡ nào, cũng khó mà chống lại chúng tôi. Mắt thấy chúng tôi sắp đi ra khỏi sương mù hư không, chỉ còn cách chúng tôi không đến trăm trượng nữa, lại không cảm nhận được sự tồn tại của Nguyên Phượng thiếu nữ. Tuyết Dương, vì sao không thấy Nguyên Phượng tổ sư? Tôi hỏi. Thời gian và không gian trong sương mù hư không bị trùng điệp, chúng ta có kiếm anh hùng dẫn đường nên không lạc với núi Bất Chu. Trận chiến giữa Nguyên Phượng tổ sư và Đế Tuấn chắc là không diễn ra trong cùng một thời gian và không gian với chúng ta. Ngẫm lại cũng phải, hình thể Phượng Hoàng của thiếu nữ Nguyên Phượng to lớn vô cùng, còn thú thân của Đế Tuấn là Tam Túc Kim Ô. Nếu trận chiến giữa hai người họ diễn ra trong cùng thời không với chúng tôi nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Trăm trượng cuối cùng yên tĩnh một cách kỳ lạ. Ngay khi tôi đang cố gắng bước ra khỏi màn sương, một luồng sát khí mãnh liệt từ bên ngoài thổi vào. Tôi biết rằng đây nhất định là Đế Tuấn đã mở bình luyện yêu và giải phóng lệ khí tàn bạo trong bình luyện yêu ra ngoài. Lệ khí tàn bạo hóa thành một hồng lưu pháp thể, điên cuồng tấn công ngũ cảm lục thức của chúng tôi. Đầu tiên là bốn pháp thân của Mộ Dung Nguyên Duệ bắt đầu hỗn loạn, gần như là mất kiểm soát cùng một lúc. Canh Kim chiến với Ly Hòa, Ất Mộc đấu với Quý Thủy. May mắn thay, đạo tâm vốn có của Mộ Dung Nguyên Duệ rất vững, không bị ảnh hưởng dù chỉ một chút. Trong khi bốn đại pháp thân của Mộ Dung Nguyên Duệ đang đánh nhau điên cuồng, trận doanh của nhân đạo cũng bắt đầu đâm chém lẫn nhau. Động chủ núi Hằng Sơn đôi mắt đỏ như máu, khuôn mặt đáng sợ vô cùng,
Tạ Lưu Vân vẻ mặt từ bi, nhưng động chủ động núi Hằng Sơn lại mất trí, chịu sự khống chế, ông ta muốn tự hủy huyền quan. Bị Tạ Lưu Vân ngấn lệ mà chặt đầu, ngoài động chủ động núi Hằng Sơn, động chủ động Vũ Si cũng mất đi tâm trí do ảnh hưởng của lệ khí, chết dưới kiếm của Trương Chi Viễn. Mà đạo tồi, vẻ mặt tử thần của Thủy Họa vẫn như cũ. Khương Tuyết Dương có cơ thể thanh liên, đạo tâm của cô ấy vững chắc, không bị ảnh hưởng dù chỉ một chút. Còn tôi do có cờ chiêu hồn tọa chấn trong huyền quan nên đạo tâm vững như bản thạch. Chỉ có A Lê, đôi mắt biến hóa không ngừng giữa Nguyệt Thần và Nguyệt Ma. Cũng may cô bé đã phong thần, thần cách ổn định, chỉ cần trong chốc lát, ánh mắt liền khôi phục thanh minh. Thấy mọi người đã ổn định lại, tôi tiến lên một bước, chính thức đi ra khỏi sương mù hư không. Tôi tưởng rằng cuối màn sương là đỉnh núi Bất Chu, nhưng không ngờ rằng lại nhìn thấy một bình đài khổng lồ. Ở giữa bình đài đó là một đài phong thiền to và cao. Đài phong thiền chính là địa điểm cuối cùng mà tôi muốn đến. Cùng lúc chúng tôi bước ra khỏi sương mù, trận chiến giữa thiếu nữ Nguyên Phượng và Đế Tuấn cũng kết thúc. Đầu tiên là liệt diễm Phượng Hoàng bay ra từ vùng hỗn loạn hư không, rơi vào trên bình đài, hơi thở yếu ớt, ngọn lửa trên người đang tan lụi dần. Sau đó, một quái điểu ba chân toàn thân đen xì cũng bay ra khỏi khoảng không hỗn loạn, đáp xuống và biến thành một người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen, từng bước đi về phía chúng tôi. Các bạn vừa nghe xong tập 61 của bộ truyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.